Người thứ ba. Em hỏi là bạn trai em làm nghề gì? Em nói là làm đạo diễn. Rồi em mới hỏi là đạo diễn tên gì, nói luôn tên chồng em ra luôn. Em qua em đâu biết là em gặp luôn cái cô mà cặp với chồng em ở đó luôn đâu. Cổ khoe bạn trai cổ dữ lắm. Là khoe chồng mình đó. Dạ. Cổ mới nói là bạn trai em thương em lắm, đội em trên đầu á, chỉ có điều là chưa đi đ** cho em thôi. Em hay coi chương trình Người thứ ba này kia đó, nhưng mà em không nghĩ là tự nhiên em có thai chồng em cũng y chang vậy á. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Người thứ ba. 20 giờ tối thứ ba hàng tuần, chúng ta luôn rất là đúng hẹn. Và quý vị khán giả thân mến, không biết là mọi người đã tạm quên câu chuyện của tuần rồi hay chưa? Những cảm xúc khi mà chúng ta lắng nghe câu chuyện của tuần rồi thì không biết bây giờ là mọi người đã có thể gói ghém lại để tiếp tục đón nhận thêm một câu chuyện mới. Bởi vì mỗi một tuần một nhân vật xuất hiện ở đây, dù chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được rằng là họ sẽ kể những câu chuyện nó chỉ xoay quanh cái việc đó là một người vợ bị đau khổ vì phản bội, hay một người chồng nhẫn tâm phản bội vợ mình, hoặc là bị vợ mình phản bội, hoặc là một ai đó vô tình cố ý số mệnh đẩy đưa lại trở thành một cái người thứ ba để rồi phá nát một cái hạnh phúc của người khác mà nó không nằm trong toan tính của mình. Tất cả đều là những cái nỗi đau khá là quen thuộc. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể và diễn biến của câu chuyện thì gần như chưa bao giờ lặp lại. Chúng ta chỉ có thể biết được chính xác diễn biến của câu chuyện khi nhân vật của chúng ta chia sẻ một cách tường tận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tuần này. Rất là xinh xắn nha mọi người. Chị ơi, năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đang sinh sống ở đâu? Dạ, em năm nay 35 tuổi, hiện tại sống tại Sài Gòn. Mình đang ở trong cái vai trò nào của ba cái nhân vật mà mình vừa mới liệt kê cho quý vị khán giả? Dạ, em là người vợ. Người vợ. Dạ, giờ em cũng muốn bật đèn ngay từ đầu. Là sẵn sàng rồi. Dạ, em sẵn sàng. Chị bữa nay mặc đồ xinh đẹp lắm nha mọi người, có tính hết rồi. Dạ. Và bây giờ thì quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ đến với một diễn biến cũng lâu lâu thì xuất hiện ở đây, đó là đèn sẽ được sáng ngay từ đầu chương trình. Vậy thì bây giờ mình có thể chào quý vị khán giả lại rồi, giới thiệu tên của mình rồi công việc của mình hiện tại. Dạ, em xin chào khán giả, xin chào chị Nia. Em tên Hảo, em năm nay 35 tuổi, công việc hiện tại của em làm phun xăm. Hiện giờ là mình đang sinh sống chung với ai? Dạ, em sống chung với con trai em ạ. Thế thì ngay từ ban nãy là Thảo đã nói là mình ở trong vai trò của người vợ. Dạ. Thế thì hiện giờ cái cuộc hôn nhân đấy của mình có đang được duy trì không? Dạ, đổ vỡ rồi ạ. Cái năm mà mình quen chồng mình á, và mình làm đám cưới là năm đó mình bao nhiêu tuổi? Dạ, cách đây 3 năm ạ. Cách đây 3 năm, sớm vậy thôi. Dạ, hai chồng em đến với nhau là quen nhau gần 1 tháng thì quyết định đến hôn nhân, thì coi ngày mấy tháng sau là đám luôn ạ. Khoan, sao gọn gàng vậy? Khoan, mình quen ảnh trong cái hoàn cảnh nào vậy? Dạ, lúc trước á thì em với ảnh vô tình quen do bạn bè giới thiệu thôi. Bạn bè ráp lại cho hai người hay là ảnh chủ động làm quen hay sao? Ảnh là đạo diễn á, ảnh rủ đi coi mấy cái show chương trình ảnh quay á, rồi cái hai đứa quen. Chuyện gì đã xảy ra trong một tháng đó mà em quyết định cưới? Em thấy ảnh cũng thiệt tình thương em, với lại ảnh cũng có trách nhiệm, cũng là người đàn ông tốt. Là ảnh đã làm cái gì, ảnh nói cái gì, hoặc ảnh cư xử như thế nào để mà mình tạm yên tâm rằng cái người này là mình gật đầu đồng ý làm vợ ảnh liền được? Ảnh ga lăng với ảnh tốt lắm chị. Ảnh nhiều khi mang từng đôi giày cho mình luôn, ảnh tốt lắm. Với lại ảnh cái mối quan hệ ảnh quen á, ảnh đến với em thấy là thật lòng, không có phải là quen chơi. Cho nên là em cũng đi đến với ảnh. Và cuối cùng là đám cưới diễn ra. Dạ, đám cưới ở bên em, nhưng mà ở bên ảnh ở Sài Gòn thì chưa có làm. Tại vì khi mà làm bên em xong nó buông ra, nó dịch đó chị. Đúng rồi. Với lại hai đứa cũng chưa kịp đăng ký kết hôn. Thế thì làm đám cưới ở quê mình, nhà trai xuống đầy đủ, mọi sự bình thường. Dạ, trầu cao đàng hoàng. Trầu cao đàng hoàng, nói chung đây là một cái người chồng minh bạch về thân phận. Dạ. Thời gian được gọi là trăng mật vợ chồng son nó kéo dài được bao lâu? Dạ, cũng 2 năm mấy à. Trong 2 năm mấy đó thì có cái biểu hiện nào đó của chồng mà mình bị vỡ mộng từ từ, hoặc là mình buộc phải nảy sinh sự nghi ngờ không? Hay là anh vẫn là một cái người làm cho mình thấy là mình rất là tin cậy? Trong 2 năm mấy đó em cũng muốn chia tay ảnh mấy lần, nhưng mà ảnh năn nỉ. Dạ, em thấy ảnh cũng cái kiểu bản tính lăng nhăng đó chị. Lần đầu tiên mà em phát hiện ra ảnh lăng nhăng đó, nó là một cái sự kiện như thế nào? Những cái tin nhắn nhắn cho người này người kia, với lại em đang với bạn em thì em muốn giới thiệu ảnh.
thì đi á hả, ảnh kêu ảnh say vô rồi ảnh kêu bạn của bạn em á là cục cưng, rồi mời nhậu gấp đồ ăn cũng chăm sóc cho người khác giống mình vậy á. Mà vốn cái sự lăng nhăng bây giờ mình đang thấy lại chính là cái hành động mà ngày xưa mình đánh giá ảnh rất cao. Dạ. Đó là cái hành động mà mình nghĩ ô anh này ảnh tinh tế quá, ảnh chi dạ. tiết quá, ảnh yêu thương mình quá. Dạ. Anh cột cho mình từng cái dây giày, ảnh vén cho mình từng cái sợi tóc. Dạ. Thì thực ra cái điều đó là anh làm với cả thế giới chứ không phải anh làm với một dạ. mình. Dạ đúng rồi chị. Có điều là mình đã quá vội để kiểm tra coi là anh làm trên bao nhiêu đối tượng. Yeah. Mình cứ nghĩ là có một mình được hưởng thụ cái quyền lợi đó, nhưng không. Yeah. Đó là quyền lợi mang tính phổ biến, ai cũng có. Ảnh là đạo diễn cho nên nó hả, ảnh lúc nào cũng nói chuyện ngọt ngào thế này thế kia với nhiều người lắm. Em biết ảnh trong ngành nhiều khi em cũng thông cảm, nhưng mà nhiều cái ảnh đi quá xa. Không phải nói chuyện với những người trong ngành như vậy, mà ở ngoài những người bán hàng hay là những cái cô gái khác là em thấy cũng vậy cho nên dẻo là... miệng yeah. đẩy đưa kiểu yeah. kiểu vậy. Dạ. Của anh trai của cả thiên hà luôn. Rồi. Nhưng mà mình vẫn chấp nhận bỏ qua với một cái suy nghĩ là thôi cứ coi như đây là cái tính cách dạ. Mang tính quản giao của ông chồng dạ. Và cái nghề của ông là như vậy dạ. Thế thì cái gọi là cái đỉnh điểm, cái giới hạn, nó là cái sự kiện gì để rồi mình không thể coi rằng đây là chuyện bình thường được nữa? Cái lúc đó, đó là em mang thai. Thì ảnh đi karaoke đó chị. Karaoke về rồi em cũng phát hiện ra tự ảnh la lên à. Ảnh say quá cái ảnh cầm anh hỏi chơi là cho chuyển tiền cho ai vậy, tự la làng lên cái em nói đâu để ra vợ coi chuyển tiền qua cho karaoke người ta, tự la lên không à chị. Coi cái điện thoại người thứ ba phát hiện cũng ảnh say quá anh ngủ quên anh để em tự thấy chứ không phải là em mò vô em thấy. Ảnh để màn hình còn sáng á chị. Cười thấy xong rồi cái em mới mở em coi, em thấy trơn hai người yêu đương hẹn hò nhau tùm lum trơn trong đó. Rồi giận hờn cái cô kia còn gây ngược với em nữa. Hai người đó quen nhau theo kiểu gì? Nếu như mà mình đã đọc được hết từ đầu cô thì... này á là gái làng chơi. Thì chồng em đi ra ăn nhậu chung cái quen. Thì ảnh lúc nào đi á cũng chụp hình gửi về kêu là đi chơi gia đình á chị. Cũng chụp hình em bé nít con trai á gửi về kêu vợ ơi xin cho chồng đứa con mập mạp trắng trẻo về nha. Nhưng mà em đâu biết là cái em bé đó con trai đó là con của người mảnh cặp đó. Khi mà em phát hiện cái lúc mà anh nhậu về em phát hiện là như vậy á, thì em cũng im lặng luôn. Tại em đang mang thai, em tính sinh xong rồi mới nói. Nhưng mà hai người giận nhau và ngày nào ổng cũng bỏ em hết trơn á, ổng đi với cô đó. Cái em biết ổng ngoại tình, cái em mới nói là chồng ơi vợ mệt á, bữa nay vợ chồng ở nhà với vợ đi. Ổng ừ tí là bà kia gọi là ổng giọt mất tiêu. Em ở nhà em ngán, em ốm lắm, còn có ba mấy ký em nằm em ói ói mà ói ra máu luôn á. Ổng cứ bỏ bê em về hả, cứ quăng ba bữa cơm vậy rồi đi ăn đi nhậu đi chơi à. Chứ không có lo, không có chăm sóc như cái lúc đầu nữa. Lãnh đi với cô đó. Là ngày nọ anh cũng đi tới sáng đêm anh mới về. Xong rồi cái bắt đầu hả, em cũng nhịn luôn, em không có nói là em đã biết chuyện rồi. Mà ổng còn đi về, ổng kiếm chuyện ngược với em nữa. Ổng đi ăn nhậu với cô đó đó. Rồi ổng về, ổng kiếm chuyện dữ lắm. À, em đang ngủ vậy nè. Dậy. À, bây giờ con cái là con chung. Tiền bạc thì tôi tính toán chia đôi gì đi, chứ mình tôi rồi tôi không có lo. Ảnh cứ kiếm chuyện này chuyện kia, coi em giống như đó là một cái gánh nặng của ảnh vậy. Không đi sáng đêm mà không về em kiếm chuyện em hoài, em không chịu đựng nổi nữa, em cũng vì con lắm. Xong cái em mới hả nói thẳng với ổng luôn, rồi em kêu ổng xóa nhỏ kia, ổng không xóa. Ổng không xóa nhỏ kia, xong rồi ổng nói hả chuyện này là chuyện riêng của chồng, vợ đừng có xen vào, vợ phải biết vị trí của vợ ở đâu. À, đừng đi quá xa, vợ lo cái chuyện sinh con của vợ xong đi rồi tính. Cái em mới nói chồng ơi, mình đã làm đám nhau rồi, vợ có con rồi, mà chồng đi cặp kè vậy là chuyện chung chứ không có còn là chuyện riêng nữa. Thì ổng giờ em nói là ổng xóa. Ổng nói là bây giờ 100 người phụ nữ thích chồng, vợ vợ không lẽ vợ bắt chồng phải xóa hết. Nói người ta thích chồng không quan trọng, nhưng cái này chồng nhắn chồng thích người ta, chồng hẹn hò người ta mỗi đêm mỗi ngày, rồi bây giờ chồng giữ vậy để làm cái gì. Rồi ổng quyết định nó không xóa chị kia. Rồi em mới nói là được rồi, nếu mà chồng không xóa thì vợ tôn trọng quyết định của chồng. Thì lúc đó em cũng chưa có bỏ đi nữa, em tính sinh con xong rồi mới tính, tại vì em cũng không muốn con em nó không có cha á chị. Xong rồi cái bắt đầu hả quay ngang cái ổng đi ăn nhậu rồi hả gọi điện không mất máy, ổng còn nhắn tin ổng chửi em nữa. Xong rồi cái em tức quá, ổng chửi em chịu hết nổi rồi, ổng đi ổng không về, em lấy quần áo em bỏ em đi luôn.
ổng chửi gỗ em tầm bậy tầm bạ, ổng nhắn tin ổng chửi em tầm bậy không mà nói em đi ngoại tình, đàn bà bỏ đi trong đêm mà đi ngoại tình. Rồi xong cái giờ ổng đi ngoại tình xong cái giờ thành qua em đi ngoại tình luôn. Em có bao giờ nói chuyện với cái cô đó không? Dạ có. Lúc nào? Khi lúc nào thì mình quyết định là mình sẽ nói chuyện với cái cô kia? Ngay cái đêm đó luôn, thì em gọi liền ngay lập tức luôn mà gọi không được. Thì em mới bấm qua cái số Zalo em coi thử. Thì bấm qua coi thử thì kết bạn hay thì cô đó không chịu kết. Thì sau này lúc mà em có chụp lại mấy tấm hình em coi trong điện thoại ảnh đó, là có chụp lại mấy tấm hình của cổ đó, mà nhìn tới nhìn lui mấy tấm hình thì em thấy cổ chụp tiệm nail bên quận 4 á chị. Mấy hai bà kết hợp lại làm được nguyên cái salon làm đẹp luôn đó. Em... là một bà là phun xăm nè, một bà là làm nail. Trời ơi quá xuất sắc rồi. Xong rồi em mới đi qua bên đó thử. Thì đi qua bên đó á thì là cô đó cổ đó sang cho cô bạn cổ. Mới gọi điện thoại em nói là em khách quen qua làm nail. Thì điều tra tình hình của cô kia ở đâu thì phải qua cô này trước. Tại cô này là bạn chung với nhau á chị. Thì hẹn em là 11 giờ qua. Em qua em đâu biết là em gặp luôn cái cô mà gặp với chồng em ở đó luôn đâu. Rồi cổ có biết em không? Dạ không. Cổ khoe bạn trai cổ dữ lắm. Là khoe chồng mình đó. Dạ. Rồi lúc mà lúc đó là cổ không hề biết là vợ người ta đang ngồi trước mặt cổ. Dạ, cổ đang bằng móng chân luôn. Cổ mới nói là bạn trai em thương em lắm, đội em trên đầu á. Chỉ có điều là chứa đi đứt cho em thôi. Trời ơi, xuất sắc. Cái, nhưng mà lúc đó em đã phát hiện cái cô này là cái cô mình cần tìm chưa? Dạ rồi, em gặp là em nhìn ra thấy là biết liền rồi. Dạ. Rồi lúc mà mình nghe cổ nói cái câu đó, tâm trạng mình sao Thảo? Khó tả lắm chị, bị sốc lắm. Lúc đó em có thai á, em hay coi chương trình Người Thứ Ba này kia đó, nhưng mà em không nghĩ là tự nhiên có thai chồng em cũng y chang vậy á. Rồi lúc đó em có bật ghi âm không? Dạ có. Sao chụp cái... hình ngồi bằng móng cho em luôn. Rồi lúc mà mình ghi âm, mình có ghi âm được đúng cái câu mà cổ nói đó không? Dạ ghi nhiều lắm. Rồi có về cho chồng nghe không? Dạ lúc em ở nhà đi rồi chồng em cứ chối nói không có gì với cô đó. Em mới bung ra. Chồng em còn đi nói xấu em, nó bỏ nhà đi, nó đi ngoại tình này kia. Em tức em mới bung lên chứ không thôi em cũng không bung nữa. Mọi người thấy không, chúng ta tích thảo lương thực để đợi ngày phản công. Tối trước tối đó là hẹn ngày mai là em qua. Thì tối đó chồng em vẫn nhắn tin nói chuyện với em. Chồng em nói từ lúc mà em đi tới giờ anh chưa có xả luôn á. Mà trong khi chụp hình lên đó là đang đi siêu thị mua xà bông. Than vãn là người đàn ông tự nghiệp. Tối đó là ảnh mua xong ảnh qua nhà cô, ảnh ngủ nhà cô đó luôn. Thì là 10 giờ rưỡi ảnh về là 11 giờ là cô đó hẹn em qua làm nail. Là ảnh mới về là em qua luôn đó. Trời ơi, phải em qua sớm tí là vui rồi. Rồi sao rồi khi mà trong cái cuộc làm nail đó rồi nói được thêm cái gì nữa? Rồi em hỏi là bạn trai em làm nghề gì? Nói là làm đạo diễn. Rồi em mới hỏi là đạo diễn tên gì, nói luôn tên chồng em ra luôn. Xong rồi cái quay ngang cái em nói cho coi hình thử em quen không, tại vì em cũng có biết mấy ông anh làm đạo diễn rồi trong ngành giải trí này kia đó. Xong cái đưa hình chồng em mặt trần dặn lên vậy đó, mặt trần dặn đưa mặt trần dặn lên. Cô đó vừa mặc móng che mà vừa nhắn tin với chồng em nữa, hai người quan tâm yêu đương nhau lắm. Rồi cổ nói là ảnh đòi cưới cổ làm vợ. Nhưng mà bây giờ em có con riêng rồi, em về em nói dốc má mẹ anh á là em chưa có con được không để anh cưới em. Thì cô này là cô kể chi tiết vậy luôn. Là ai là người đề nghị cái vụ mà nói chưa có con, ảnh hay là cô đó? Ảnh đề nghị, ảnh nói là giờ ảnh thương cô này lắm, kêu cô này á giờ về nói dốc với gia đình ảnh, nếu mà nói có con là dễ cho gia đình ảnh chịu. Và dạ. Cô này thì cô tin là anh này đang độc thân? Không, cô này biết mà chị. Cô này biết anh có vợ? Biết luôn. Tại vì cô này á hả, ghen ngược với em mà. Vậy thì trong cái cuộc nói chuyện giữa cổ với em ở cái ngày hôm đó, cái ngày mà mình làm nail, dạ, thì theo lời của cổ là cổ biết ảnh này có vợ luôn. Mới ban đầu cổ không nói, xong rồi cổ nói, cổ kể xung quá rồi cổ lòi ra luôn chị. Rồi thế cổ lòi như thế nào nè? Cổ lòi như thế nào về việc biết ông kia có vợ mà mình vẫn bay vô nè? Mới đầu em hỏi là lúc mà quen á là anh này độc thân hả cho tơ. Cổ kêu ừ, anh này độc thân. Là đạo diễn trẻ. Xong mà nói hồi cái em mới khui, cổ mới tự khui ra là ảnh nói là vợ ảnh bỏ theo người ta. Các bạn nữ mà đang ở trong một cái mối quan hệ, các bạn vui lòng bớt tin lời của cái người đàn ông mà mình đang quen lại. Và nếu muốn tin thì phải kiểm tra cho kỹ. Mọi người sẽ thấy điều gì ở đây? Đó là chúng ta chưa hề biết mặt vợ của người ta mà người ta nói rằng là vợ anh sống tệ lắm, vợ anh bỏ nhà theo trai rồi, vợ anh cuốn gói đi rồi, mà mình vẫn tin, mình vẫn cho rằng là phẩm hạnh của cái người phụ nữ mà được nhắc tới đó là rất là tệ. Trong khi ngay cả cái gương mặt của người phụ nữ đó như thế nào mình còn chưa biết, và mình đang ngồi và mình đang làm việc với họ đây mà mình còn không biết họ chính là người trong cuộc. Vậy thì các bạn
Nếu như được nghe kể về một người phụ nữ mà mình thực sự chưa bao giờ gặp, mình chỉ được nghe kể lại bởi một người đàn ông, thì các bạn hãy bật chế độ cảnh giác lên giùm, lời cảnh báo. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình hết mà mọi người. Ai cũng sẽ phải nói là tôi không có lỗi, chỉ có người bên kia là có lỗi thôi. Đó là em có bầu á, em xém ngư thai. Em mà động tĩnh, em mà chỉ cần té nhẹ cái thôi là một sát hai mạng liền. Em yếu dữ lắm. Lúc đó em nằm bệnh viện Từ Dũ còn nhiều hơn nằm ở nhà. Dạ. Thai em là bị bóc tách 50%. Em là ít đi lại được lắm. Chỉ nằm thôi, chỉ bị ngén là nặng luôn. Cho nên là em chỉ nằm một chỗ thôi, nhìn họ đi chơi với nhau. Cái khoảnh khắc, cái tình huống mà mình quyết định là dừng cái cuộc hôn nhân này lại, nó diễn ra như thế nào? Dạ thì em bữa là em nói ảnh là xó cô kia, ảnh chịu xó. Thì em nói em tôn trọng quyết định của ảnh, là em với ảnh lúc đó là xong rồi đó. Em không là có nặng lời. Là còn em mấy tháng rồi? Dạ 3 tháng mấy. Ủa là em với ảnh dừng lại ngay khi em chưa sinh con luôn? Dạ. Thì cái bữa mà em đi qua làm nail là em sinh chưa? Dạ chưa luôn. Bữa đó làm thai mình mấy tháng? Dạ tầm 4 tháng, 4 tháng mấy. Mà bụng em nhỏ, không biết. Cái cuộc hôn nhân của em nó dừng lại như vậy thì nhà chồng phản ứng như thế nào? Nói chung ra kể về nhà chồng á, thì em không muốn đá động tới người lớn. Cho dù tốt hay xấu, em không muốn đá động tới. Nhưng mà chung quy lại một câu thì con người ta vẫn trên hết. Nhưng mà em có thông báo với nhà chồng về cái việc là em sẽ dừng lại cuộc hôn nhân không? Em có nói với mẹ chồng là con của em là bây giờ em có bầu mà giờ ảnh thì ngoại tình vậy đó. Nhà chồng không muốn chúng ta vô. Tại vì mẹ chồng dặn em, dặn là em không có sống chung với mẹ chồng. Suy nghĩ là người lớn là có công sinh thành, cho nên mình phải chăm sóc gia đình chồng là chuyện rất là bình thường. Nhưng khi về ở thì mình mới không có như mình nghĩ. Mình cảm thấy mình sai lầm. Thế em đi ra riêng thì ảnh có thuận lòng không? Ảnh nói là em đúng, gia đình ảnh sai. Ảnh mới đi theo em. Thì nói chung ra là sống chung là cứ vấn đề nó cứ lòi ra hoài, mà cứ nhắm vô em thôi chị. Cho nên là thôi em suy nghĩ về phụng dưỡng mà già. Nhưng mà đổi lại là thì mẹ chồng em mới dặn em, mới nghĩ là nhà có đứa con trai mà em đi em dắt đi vậy á. Cho nên là nói giờ con ra riêng rồi thì chuyện của con thì thôi con tự quyết định. Hai đứa tự quyết định ra riêng nhau thì chuyện tự tính, chứ mẹ không có nhúng tay vô. Rồi xong rồi em nói bây giờ con nghe nói là con nghe ảnh nói là làm con trai mẹ mới nhận cháu, còn con gái mẹ không có nhận hả? Thì bây giờ tới ảnh vậy rồi, thì tới lúc con sinh á, là mẹ có nhận cháu hay không. Nếu mà mẹ nhận cháu á, thì con gọi điện cho mẹ lên thăm cháu. Còn nếu mà mẹ không nhận á, thì sau này con không làm phiền tới mẹ nữa. Là cái đêm đó là em quyết định cắt với ổng. Thì mẹ chồng em mới nói là cứ đánh trống lảng thôi, những vấn đề khác không có trả lời câu em. Em hỏi đi hồi lại 5 lần như vậy em muốn hỏi cho bằng được luôn. Tại vì em muốn chuyện gì cũng phải rõ ràng hết. Xong rồi mẹ chồng em mới nói một câu à, để tới đó coi tính, coi em có biết điều không đó rồi tính. Biết điều có nghĩa là sao? Mỗi người sẽ có một cái mong cầu của riêng mình về cái cách mà người khác phải ứng xử lại. Ý bên gia đình chồng em là chồng là trời. Em nói an tâm kêu chồng ơi lên ăn. Hổm, hổm. Mình làm vợ mà mình yêu chồng ơi lên ăn hổm. Phải đi tới nơi tới chốn hả, nói chuyện với chồng mình đàng hoàng. Dạ thưa đàng hoàng, tại sao đứng kêu chồng ơi lên ăn? Cho nên là tính ra là mình cũng không có một cái sự gắn bó nào để có thể kéo dài thêm cái dạ. cuộc hôn nhân của mình. Thế thì từ cái bữa mà mình coi như mình dọn đồ mình đi như vậy là mình đi luôn, là dứt luôn cho tới bây giờ. Về á là ảnh cũng còn dây dưa. Ý là ảnh nói là ảnh chưa có gì với ai, cứ nói vậy thôi. Cho nên em muốn tìm ra cái bằng chứng sự thật là như vậy. Dàn trừng ha. Dạ. Vậy thì chốt lại là một cái cuộc hôn nhân của mình nó còn sao ta? Tập trung vào mối quan hệ giữa hai người thôi. Em có thấy nó lợt lạc không? Lúc đầu á thì nó em thấy gia đình chồng vậy em cũng muốn bỏ cuộc lắm rồi. Nhưng mà thấy chồng thương quá. Ổng thương em như thế nào mà em theo đuổi được nè? Ổng chăm sóc, ổng bảo vệ. Ổng nói là cái thời xưa sống khác, thời nay sống khác. Ổng nói hả, cái gì cũng phải từ từ thích nghi. Không, mà thực sự cái việc mà anh bỏ ra khỏi nhà để anh đi cùng với em dạ. cũng là một cái dấu ấn rất là đáng được ghi nhận luôn ấy chứ. Dạ. Nhưng mà điều gì ở cái câu chuyện giữa hai bạn mà em thấy không hàn gắn được, buộc phải dừng thôi? Cái chuyện ảnh bảo vệ cô kia nhiều quá. Nó là cô dắt Sumo đi đâu đi đi, đừng làm phiền tôi với Nguyệt nữa.
Mà Sumo là con em là em đặt tên từ trong bụng rồi. Em đặt Sumo là chơi vậy thôi. Là nói vậy á. Rồi lúc mà hai vợ chồng mà xích mích gây lại, ảnh đi ăn nhậu đi chơi hoài, cái em quạo em với ảnh gây qua lại tiếng lại thì ảnh gọi điện cho mẹ em á, kêu em là phá thai đi. Nói chung ra là sau này ảnh thay đổi rất là nhiều. Ảnh không còn là người em quen từ đầu em nữa. Nghĩ là như anh, là một con người khác. Em nghĩ là ảnh thay đổi hay bởi vì đó là một phần của con người ảnh mà thực ra mình chưa đủ thời gian để biết. Em nghĩ là ảnh thay đổi nhiều. Vì sao em nghĩ là ảnh thay đổi? Mà em không nghĩ rằng là mình chỉ quen mới một tháng, cưới nhau được hơn đâu 1-2 năm, thì nó sẽ có rất nhiều phần ở bên trong của một con người mà đôi khi chúng ta chưa có khám phá. Lúc trước ảnh tốt, em thấy ảnh tốt với em, cũng tốt với những người xung quanh. Sau này ảnh không tốt với em, những người xung quanh ảnh cũng, ảnh có sự tính toán. Về sự thay đổi đó theo em đến từ đâu? Đến từ sự khó khăn trong công việc, ảnh bất đắc chí, ảnh nản lòng, hay đến từ cái gì? Do ảnh đi nhậu á chị, ở ngoài á đi chơi vui vẻ, đi bạn bè đi ca đi hát đi chơi, rồi về nhà thấy em tới ngày ói hoài nhàm chán, em có bầu á đâu đi chung với ảnh được, em ói ra máu luôn mà, em ói dữ lắm, em lúc đó là em nghén em sụt 10 kg luôn, em ốm em nằm em đi không nổi, em thôi thớp vậy đó mà anh vẫn bỏ em, không có thương em. Dạ tại vì như vậy nè, người ta vẫn có thể ham chơi nhưng nếu như mà người ta thương em thì người ta sẽ giảm cái sự ham chơi xuống để chăm sóc cho em. Chứ không phải là hờn giận em, là vì em trở thành cái sự vướng víu mà người ta không đi chơi được. Vậy là cuối cùng là từ sau cái bữa mà làm móng chân đó, trở về sau là gần như mình không có gặp cô kia nữa. Dạ không, em đi với bạn em qua gặp cô đó một lần nữa, kêu chồng em ra nói chuyện cho rõ ràng luôn. Mình đi với ai qua? Dạ em đi với nhỏ bạn. Lúc đó sinh con chưa? Dạ chưa. Lúc đó là bầu mấy tháng? Cũng tầm 4 tháng mấy. Thế thì mình tại sao mình quyết định qua gặp cô kia, là để được gặp chồng hay là để gặp cô đó? Dạ gặp cô đó rồi để nói chuyện ba mặt một lời, cái gì kêu chồng em qua luôn. Mà cổ với chồng em đổ qua đổ lại rồi không ai ra hết trơn. Mới đầu em qua thì em kêu cổ ra nói chuyện, cái tự nhiên cái cổ bỏ cổ đi vô trong, chạy vô trong cái te, thì em cũng đứng em đợi, em tưởng đâu là cổ đi thay đồ, ai ngờ cổ chạy đi trốn mất tiêu. Cái cổ gọi điện cho chồng em, cái chồng em á hả nói qua kêu em ở quán cà phê đợi, rồi xong rồi cổ mới ra để đợi, xong rồi khóa trái cửa trốn trong, rồi chồng em cũng không qua luôn, em với bạn em ngồi đợi muốn chết luôn, xong rồi đợi hoài không thấy ai. Cái kêu cổ ra nói chuyện, cổ nói hả lại vợ nói chị nói chuyện với ảnh đi. Đúng rồi, ý của cổ là giờ do ảnh á, ảnh quen với cổ, cổ sẽ tiếp tục, chứ cổ không có quan trọng là có vợ có con, hay cổ thích là cổ quen vậy á. Với chồng mình thì anh trả lời làm sao? Chồng em á lúc đó nó ngọt cho em hết được rồi, lúc đó em tính em rất là thẳng thắn, em mới khui những lời nói dối của ảnh, em nói ảnh bớt diễn đi. Anh tưởng đâu á là những gì anh đi Vũng Tàu bờ rịa Vũng Tàu chơi, hay những gì anh quen quan hệ người khác, em không biết, anh bớt diễn đi. Em nói thẳng với mặt ảnh vậy, anh bị quê á. Rồi hai người đó gây nhau, chồng em nói lại với em, nói nếu mà cổ có bản lãnh á, thương ổng thật lòng sao không ra nói thẳng với em đi, mà sợ bỏ đi trốn. Rồi bà kia thì chê á, thì nói lại với ổng là không bảo vệ cổ. Đúng rồi. Dạ. Thì lúc đó mới là lúc mới thấy là tại anh hay tại ả đó, hay là tại cả đôi đường rồi. Dạ. Thế thì sau cái lần hẹn đó mà không ai dám ra nữa thì còn một cái gặp gỡ nào nữa không? Em nói với chồng em á, là bây giờ có phụ em chu cấp để lo cho con cái hay không? Em chỉ hỏi một câu thôi, ổng trả lời đó có chục câu. Hỏi em á là ủa bây giờ hết ghen tuông hả, biết suy nghĩ cho bản thân rồi hả, biết tính toán rồi hả, cái đầu cô tính hả, cô tính không có qua tôi đâu, để tôi suy nghĩ rồi tôi trả lời. Thì bữa đó là cô đó cô đuổi em về, cô nói bây giờ đi về có giấy kết hôn mà đem ra nói chuyện. Ảnh tới hàng chục người vợ rằng một ngày một cô qua tìm tôi đâu có rảnh mà tôi ra tôi tiếp chuyện. Mới đầu là cổ chốn, cổ nói cổ không quen với ảnh. Xong rồi hồi vô không biết ai bày cái ra cái thay đổi, cái nói mạnh miệng lên vậy. Mới đầu chốn nó không em quen. Em có nghĩ là chồng em bày không? Bởi vì anh thừa biết em với anh không có giấy đăng ký kết hôn. Dạ em nghĩ vậy. Em nghĩ chồng em bày á. Xong rồi cái bắt đầu á kêu em về đi, em thôi là mấy ngày này kêu là em thôi là kêu công an bắt em á. Em đi về. Mấy ngày sau công an lên bắt cổ, đưa cổ về phường. Vì lý do gì? Dạ em thưa là chồng em lấy xe em đưa cho cổ chạy. Ổng đi Hà Nội, ổng quay, ổng cặp kè với cô này, rồi ổng đưa xe cho cô này. Em đã quay phim ra hết rồi, có bằng chứng em gửi công an rồi, mà cổ không biết. Cổ nói dối công an, cổ nói là hả xe là bạn gửi, chứ cổ không có biết gì hết. Cổ không có chạy. Thì trong sự công an ta điều tra ra, ta test ma túy cổ,
cũng làm việc đầu dữ lắm. Thì hả, cổ cũng không có chịu nói chuyện. Nhưng mà sau này bắt buộc cổ phải khui ra là quan hệ tình dục bao nhiêu lần, quen với anh này mối quan hệ gì mà phải đưa cái tài sản lớn gì cho chị. Cô đó là hả, có chồng, ở chung nhà với chồng. Chồng cổ nhậu chung với chồng em, xong mà đi lên lầu. Rồi cổ ngủ với chồng em ở dưới phòng dưới. Chồng em biết điều đó không? Dạ, chồng em nhậu chung với chồng cổ mà. Mà có biết không? Ông đó là chồng của chị. Dạ biết luôn. Nhưng mà hai người đó ly dị rồi đó vậy. Nhưng mà trước đó nữa là cổ cũng kể với em, đợt em qua làm neo là cổ kể trước đó là chồng cổ thoải mái lắm. Giờ giống như bạn vậy á. Giờ trước đó hả, cổ cũng quen mấy người, cũng nhắc về, cũng ăn nhậu chung bình thường vậy á. Tại sao bạn ấy lại nghĩ đó là sự thoải mái? Tại sao có thể hiểu cái câu chuyện là đây là chồng mình, và chồng mình sẵn sàng bình thường cái việc mình dẫn rất là nhiều nhân tình về nhà, mà lại gọi cái biểu hiện này là sự thoải mái? Các bạn phải hiểu rằng là người ta đang coi thường các bạn chứ. Yeah. Người ta đang coi các bạn không có một cái chút phẩm giá nào hết. Yeah. Thì người ta mới chấp nhận được cái điều này. Rồi cuối cùng thì lần cuối gặp nhau là lần lấy chiếc xe, là cuối chưa hay sau đó còn gặp nữa? Không có gặp nữa, không có nói chuyện nữa, em chỉ nói chuyện với chồng em thôi. Tại vì chủ yếu chính là chồng em. Cô đó là người thứ ba vô phá hoại thiệt, nhưng chồng em cho cơ hội thì cô đó mới vô. Cái lúc mà chốt vấn đề á, là em lấy một cái Facebook của bạn em á, em nói là cái cô đó không có tốt, quen ảnh vì tiền thôi, ảnh không tin. Em mới lấy cái Facebook của bạn em á, con trai Việt Kiều, em mới tạo một cái Zalo mới, em đăng hình đăng tiền trên đó. 19 ngày sau kết bạn cổ, cổ kết bạn liền. Lấy cái Zalo đó cua cổ dính luôn. Hẹn cổ đi khách sạn một đêm 500 đô, cổ đồng ý luôn. Em chụp hình em đăng lên mạng. Thì thôi, đó là lối sống của cổ rồi. Yeah. Nhưng cái quan trọng là chồng em vì một người phụ nữ như vậy mà đánh mất gia đình. Yeah. Thì điều đó cho thấy là nó cũng rất có vấn đề trong nội tình. Yeah. Trong cái cách mà ảnh dành cái tình yêu cho gia đình, cho mình. Ảnh hết yêu cô kia mà. Ừ. Ảnh nói đòi cưới cô kia kể với em vậy. Thì người ta phải luôn kể như vậy chứ. Thế yeah. Thì rốt cuộc là từ ngày em sinh con đến bây giờ con hơn 1 tuổi rồi. Yeah. Thì anh có gặp con? Em vẫn cho cơ hội để có qua thăm hay liên lạc vậy không? Nhưng mà không, không có bất cứ cái gì hết. Lần cuối cùng em liên lạc với chồng em cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng năm mấy. Em cũng không liên lạc nữa, tại vì ảnh đuổi em. Mà nói là dướng vô cô phiền phức mệt mỏi lắm. Nhưng mà nhờ vậy em bỏ ảnh, cái đó là cái may mắn của em. Đúng rồi, thuốc đắng thì nó giả tật. Tự nhiên mình tỉnh liền luôn. Khi mà vợ chồng hoạn nạn phải có nhau, mà tới chừng mình gặp chuyện á, nhưng mà mình đã sinh con cho ảnh chứ không phải là chuyện gì hết, mà ảnh đối xử với mình vậy. Không, các bạn phải suy nghĩ lại là mình sinh con cho mình. Yeah. Phụ nữ phải bỏ ngay cái suy nghĩ là sinh con cho chồng, mình sinh con cho mình. Yeah. Nên là đừng có áp vô cái suy nghĩ đó để rồi cảm thấy dây dứt đau đớn là tại sao tôi sinh con cho anh mà anh không thương. Ôi, cái chuyện đó của người ta mình không có quản được. Chuyện chỉ tập trung vào con và mình. Ảnh hả nói một á là bây giờ em đưa con cho ảnh, em sinh xong em đưa cho ảnh, anh nuôi em không được qua lại, không được nhìn. Còn hai là em tự nuôi, ảnh không qua lại. Tới giờ ổng cũng không qua lại, không thăm, không hỏi han, không bất cứ gì hết. Nghĩa là từ ngày con chào đời đến bây giờ chưa một lần con được gặp ba? Chưa một lần. Vậy con được gặp nhà nội chưa? Dạ chưa luôn. Vì nhà nội không tới hay là vì em không cho tới? Nhà nội không tới, bên đó cũng không liên lạc gì tới hết trơn. Cũng không có qua nói chuyện gì mẹ em, chuyện đám cưới, hủy hôn hay bất cứ cái gì hết. Nhưng mà vẫn gia đình đó vẫn vui vẻ, vẫn cặp kè bình thường, con họ vẫn cặp kè người khác bình thường. Thế thì bây giờ nhìn lại toàn bộ cái trải nghiệm hôn nhân này của mình thì em thấy là có điều gì làm cho em cảm thấy bị gọi là bị tiếc nuối không? Nhìn lại một cái hành trình hôn nhân như vậy, có cái điều gì trong đó mà em nghĩ là phải chi mình đừng có làm một cái gì đó, thì em sẽ nói là phải chi mình đừng làm gì? Dạ đừng lấy ảnh. Tại vì lúc mà em chém hơi thai á, em nằm ở trong bệnh viện là em coi camera quán ăn á, là ảnh cũng dắt cô này cô kia về, rồi ăn nhậu ngồi ôm nhau, ôm tập thể luôn, ôm chung với lại cái người mà ảnh nói là rủ em úp ảnh đi ngủ ngoại tình ở kia đó, là ảnh mấy người đó là ôm chung một cô này ngồi đùi người này hôn người kia. Nói chung ra sau này sống cái kiểu giống như là thác loạn vậy đó chị. Vậy thì có nghĩa là thực ra cô không phải hẳn là do người thứ ba đâu. Dạ, bởi vì tính bản thân ảnh đã lựa chọn cái lối sống như vậy rồi. Dạ. Vậy thì khi mà em xuất hiện ở đây, tại sao em quyết định bật đèn ngay từ đầu chương trình luôn? Dạ, em không có gì phải mờ ám hay gì, giống như em muốn cái gì mọi thứ sáng tỏ hết. Những cái gì mà ảnh đi nói xấu em, ảnh kêu riêu em, nó không phải là sự thật.
Cho nên em mới quyết định là em đăng lên mạng những gì em ghi âm cô kia và những cái tin nhắn của hai người em đăng lên mạng hết. Chứ đáng lẽ em sẽ không có đưa những cái đó lên. Vợ chồng sống không hợp, vợ nói thẳng là vợ không thương, gọi đến cô kia chờ cấp con không chờ cấp nữa là xong. Còn lần này anh đi kêu yêu, anh nói em vậy, anh nói không có đúng sự thật. Thế thì khi em đăng lên như vậy thì phản ứng của những người có liên quan là thế nào? Thì họ cũng bị sốc lắm. Có ai đe dọa em không? Chồng em có binh của đó thì nói em là băng của Nguyệt không phải dặn hiền đâu, tại vì Nguyệt nghĩ tình tôi với nghĩ tình cô đang mang thai mới tha cho cô. Chứ cô muốn quậy sao cô quậy à? Cô tin là tôi đi đăng ký giấy kết hôn với Nguyệt bây giờ để cô hối hận cả đời không? Cô mà còn cố tình hại Nguyệt đó, tôi không có tha cho cô. Tức nghĩa là khi mẹ em báo công an bắt cô đó lên á, thì là chồng em nói là em cố tình hại cô đó. Lên thì hối hận là ý ảnh là sao? Ý ảnh là mình phải tiếc ảnh hả? Mình bị tổn thương vì anh đi làm giấy đăng ký kết hôn với người khác đó, hả? Dạ. Thôi chắc... anh đi làm đi là Nguyệt hối hận cả đời luôn đó. Lỡ kết hôn với anh mà anh cũng lỡ kết hôn với Nguyệt. Thực ra giấy đăng ký kết hôn chúng ta cần phải tôn trọng nó như một dạng quản lý hành chính. Dạ. Nhưng đừng đem giấy kết hôn ra để mà cho rằng là mình trói buộc hoặc là mình dày dò được một ai đó. Dạ. Khi bạn đã không xứng đáng rồi thì người ta cũng không muốn định danh chung với bạn ông cái tư cách nào hết trơn hết trọi. Dạ. Vậy thì em có lường được rằng là nếu như ngày hôm nay câu chuyện của chúng ta được quý vị khán giả đón nhận thì những người có liên quan trong câu chuyện này có thể quay trở lại, rồi sẽ có một cái sự tác động nhất định, cũng sẽ nói này nói kia, tiếng ra tiếng vô. Thì em có lường trước được cái dạ, chuyện này chưa? Dạ, nếu mà tác động lại thì em đón tiếp hết. Xin mời luôn. Mình là cây ngay hả? Dạ. Ngay em có tất cả bằng chứng hai người trong giai đoạn ngoại tình. Rồi tất cả ghi âm hẹn hò với nhau như thế này, em tất cả bằng chứng hết. Tại sao bây giờ hôm nay mình quyết định xuất hiện ở đây và kể câu chuyện của mình? Lý do của em là gì? Dạ, tại vì em cũng bị uất ức nhiều lắm. Em cũng muốn giải tỏa, với lại cũng nói cho những người phụ nữ biết là cũng đừng tin tưởng vào những người đàn ông nhiều quá. Đàn ông thật ghê, những người nhất là bên giải trí á. Mấy anh camera đang ngồi ở ngoài cảm thấy chạnh lòng lắm kìa. Thực ra thì đúng là có những cái nghề mà cái nguy cơ nó cao bởi vì những cái sự gặp gỡ và tiếp xúc trong nghề. Nhưng chân nhân hay không nằm ở bên trong mà. Yeah. Đâu thể nào đổ thừa cho cuộc đời hoặc là hoàn cảnh nó bão gió quá. Yeah. Đồng ý là bạn ở một cái vùng nhiều thiên tai thì sức mạnh của bạn nó phải khác. Vậy thì em có lời nhắn gửi nào dành cho khán giả theo dõi chương trình của mình ngày hôm nay khi mà mình kể cái câu chuyện của mình không? Em thì giờ cũng không biết nhắn gửi gì. Em chỉ muốn hả em cái chương trình này khi mà phát sóng lên á, những người mà quen biết em á thì họ sẽ hiểu em nhiều hơn. Chứ đừng có nghe một phía về chồng em nói về em. Em muốn mọi người á hả biết hết sự thật. Nếu như bây giờ anh quay lại, ảnh năn nỉ, ảnh xin được hàng gắn rồi ảnh, dù cho em không có đồng ý nhưng mà ảnh cứ chu cấp hoặc là ảnh mua quà, ảnh tiếp cận con rồi ảnh chơi với con đồ, thì em nghĩ em có siêu lòng không? Dạ, ảnh sẽ không làm điều đó đâu. Nếu ảnh làm, phải dự trù được cái tình huống rủi người ta làm. Chứ mình cứ khăng khăng người ta không có làm đâu. Cho nên là mình thấy là mình vững vàng ở trong tâm lắm. Dạ. Nhưng rủi người ta làm thì tâm mình còn vững vàng không? Dạ không bao giờ em quay lại với ảnh. Nhưng mà mình phải trả lời được lý do cụ thể nha. Dạ. Chứ còn nó chỉ là một cảm giác mơ hồ thì đôi khi những cái cụ thể diễn ra trước mắt nó lại có sức mạnh nhiều hơn. Tự nhiên xuất hiện tặng quà cho con. Dạ. Tự nhiên cái xuất hiện cái lúc nào cũng có một cái khoản chu cấp nhất định cho con. Dạ. Cái trời ơi, tự dưng siêu lòng chứ. Em phải hiểu rằng đứa bé đang là một cái điểm yếu của em. Dạ. Vậy thì mình phải luôn luôn nhớ trong đầu rằng là mình đã rời khỏi người đàn ông này vì cái gì, để những gì mà người ta đang làm cho em đó. Yeah. Nó không thể nào là một cái loại gọi là dược phẩm để xóa sổ được những cái vết thương trong lòng của mình và mình lại tiếp tục đi lại cái vết xe đổ. Yeah. Phải vững lòng lên. Vậy thì tương lai của em thì em dự định như thế nào, bởi vì đang còn trẻ và đẹp lắm. Tại vì em lo đi làm với chăm con là hết thời gian rồi, cho nên là em cũng chưa bước đi bước nữa. Nếu như mà có bước đi bước nữa thì em nghĩ rằng là mình sẽ tự nhắc mình cái gì để không thể nào bị sai lầm thêm một lần nữa. Dạ em không bước đi bước nữa. Tại vì cha ruột còn không thương thì làm sao mà cha ghẻ thương con mình được. Thì thôi ráng nhớ đi chứ. Dạ. Khó nói lắm. Nhiều khi duyên số rồi con tim rồi sự mỏi mệt của cuộc đời nó làm mình gục ngã. Mình tự dưng lúc đó mình cảm thấy yếu ớt, mình lại muốn dựa một cái người nào đó. Cho nên là thôi đừng tâm niệm rằng là nó phải như vậy. Dạ. Lỡ mà có khác đi thì mình nên như thế nào.
thì phải đặt ra những cái tiêu chuẩn nhất định đây. Ừ, gì thì gì, những cái biểu hiện đó là mình không có vướng vô nữa. Chị cũng hy vọng là một lần em ngồi đây em kể hết mọi chuyện cũng là một cái cách để em gột sạch tâm trí của mình. Em để lại hết những cái ấm ức ở trong quá khứ và mình cùng với con mình đi tiếp về tương lai. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn đồng hành cùng với chương trình để lắng nghe rất là nhiều nhân vật được kể chuyện ở đây. Kể để bớt ấm ức, kể để tìm kiếm một sự hàn gắn, để chia sẻ bài học của mình cho những người khác. Tất cả đều được đón nhận ở người thứ ba. Còn bây giờ thì chương trình đã hết thời lượng của tuần này rồi, chúng ta đành phải tạm biệt nhau. Kính chúc quý vị khán giả sẽ có một cái giấc ngủ ngon để chúng ta lấy lại năng lượng bắt đầu một tuần làm việc, bởi vì bây giờ mới có đầu tuần thôi. Và thứ ba tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 20 giờ. Tạm biệt. Một cặp đôi oan gia. Em chỉ nói chuyện với lại bạn gái kia thôi, và vợ em thì lại binh bạn kia. Xong hai người cãi lộn, cái về nhà nói là hôm nay đi chơi gặp thằng khùng. Và những xung đột xoay quanh cuộc sống hôn nhân. Lúc em có anh bé, hai vợ chồng em cứ cãi nhau hoài. Nhiều khi ba mẹ nói thì đi khám bác sĩ thần kinh coi hai vợ chồng vấn đề gì không. Có một khoảng thời gian là bất cứ chuyện gì vợ cũng đúng, có nhiều cái em không thể nói được và những cái chuyện em sẽ giấu lại cho riêng mình, em biết không. Đến một lúc là cái anh này bị bùng nổ chị, là anh này anh bỏ nhà đi. Liệu họ có thời gian nhìn lại để xây dựng hạnh phúc? Đón xem Thuận Vợ Thuận Chồng chủ đề Nhìn Lại